Đây là nhân vật cực kỳ hùng mạnh và bí ẩn, chưa từng lộ diện khuôn mặt trong tu tiên giả đại chiến siêu năng lực. Các tập nhắc đến anh chỉ vẽ loáng thoáng qua và mô tả về sức mạnh cực kỳ khủng khiếp của vị siêu nhân này. Một người mà 210 triệu năm trước có thể chỉ cần một chưởng hủy diệt nhiều thần minh, trong đó có phụ thân của Zeus, mà cấp thần minh đã có thể hủy diệt cả vũ trụ. Vậy mà vị siêu nhân bí ẩn có thể hủy diệt đa vũ trụ chỉ dùng đúng một chưởng. Nhiều anh em, bạn đọc nhầm tưởng cho rằng vị siêu nhân mặc xịt bí ẩn này có thể là siêu nhân Quang Bưu hoặc xịt đỏ. Nhưng đây là sự nhầm lẫn tai hại, bởi siêu nhân Quang Bưu hay xịt đỏ thì không có sức mạnh hủy diệt đa vũ trụ như vậy. Bản thân siêu nhân Quang Bưu còn không đánh nổi hai con vét hổ về An An, Ninh Ninh của tông môn Nham Sâm thì lấy gì đòi diệt thần minh. Xịt đỏ Clark Kent thì lại càng không thể, vì xịt đỏ Clark Kent ở các bộ phim truyện chính thống, không nói các dị bản, chỉ mạnh so với trái đất, không có chiêu thức nào có thể hủy diệt hành tinh, chứ đừng nói đến một chưởng hủy diệt nhiều thần minh và đa vũ trụ. Ngay bản thân một tập truyện đã gợi ý đó là sư phụ của siêu nhân Quang Bưu mà nhiều anh em đọc lướt không để ý, trong thế giới truyện phương Tây có rất nhiều phiên bản Superman có sức mạnh khác nhau. Trong đó phiên bản nhiều người biết tới nhất là xịt đỏ Clark Kent, nếu không nói đến dị bản Superboy Prime trong truyện Crisis on Infinite Earth thì xịt đỏ Clark Kent là phiên bản yếu nhất. Mà ngay đầu tập 1 của truyện cũng đã có một phiên bản na ná xịt đỏ Clark Kent rồi, người mà chỉ nằm vị trí thứ 10 trong top siêu nhân rẻ rách của trái đất. Vậy ai có thể là vị siêu nhân bí ẩn có thể hủy diệt đa vũ trụ với chỉ một chưởng? Theo Ten Ten Funny TV phân tích thì đây có thể là một trong hai người. Một là Superman Prime 1 Million, một thực thể quyền năng tối thượng có sức mạnh chỉ sau The Present, một hiện thân là tác giả bộ truyện. Hai là Superman Thought Robot với sức mạnh phá vỡ hoàn toàn bức tường thứ tư, đừng ngạc nhiên vì Superman Dow Robot có thể nghe được tiếng thở của một sinh vật cao cấp ở tầng không gian cao hơn, ám chỉ độc giả và có thể thò tay của mình ra khỏi cuốn truyện. Theo Ten Ten Funny TV nghĩ thì khả năng cao sẽ là Superman Thought Robot, vì siêu nhân Quang Bưu là một robot thì khả năng cao sư phụ hay người tạo ra anh cũng là một loại robot. Có chăng Superman Thought Robot là một loại robot sinh học cấp cao hơn rất nhiều, có thể hủy diệt đa vũ trụ như một trò chơi? Vấn đề ở chỗ khi lấy các nhân vật truyện tranh của các bộ truyện có bản quyền cao thì có thể tác giả phải đổi tên và sửa chút về hình tượng nhân vật để tránh bị kiện bản quyền. Còn các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về sức mạnh hai phiên bản Superman trên thì tìm kiếm trên Google nhé.